Thưa quý vị, các OTA hay còn được gọi là ứng dụng đặt dịch vụ trực tuyến có thể giúp khách hàng dễ dàng chuẩn bị cho một chuyến du lịch, từ đặt vé máy bay, đặt phòng nghỉ cho đến thuê xe chỉ qua các thiết bị kết nối Internet. Việt Nam với trên 63 triệu thuê bao di động có Internet cùng nền tảng số ngày càng được định hình rõ nét, hứa hẹn sẽ trở thành động lực phát triển cho du lịch trực tuyến. Tiềm năng về cả công nghệ và sở hữu các điểm du lịch nổi tiếng thế giới, Việt Nam hiện nay đang trở thành thị trường lớn của nhiều ông lớn OTA nước ngoài. Tuy nhiên, với các ứng dụng nội, họ cũng không phải là không có cơ hội để chiếm được thị phần trong miếng bánh tiềm năng này. Công ty cung cấp dịch vụ đặt phòng trực tuyến này được thành lập vào năm 2016, từng gọi vốn thành công hàng triệu đô la Mỹ, nhưng cùng với khó khăn chung của ngành du lịch trong thời dịch bệnh, cũng không có nguồn lực lớn như các đối thủ ngoại. Mà lãnh đạo công ty phải tìm cách làm mới lại các dịch vụ, tập trung vào công nghệ để tăng sự hài lòng cho khách hàng. Về phía khách du lịch thì bên Jeep xây dựng những sản phẩm riêng, chẳng hạn như là cái sản phẩm combo đồng giá, có thể đi mọi lúc mọi nơi, tới mọi địa điểm, cùng với khoảng giá là 1.999.000. Ngoài ra thì bên Jeep cũng tập trung vào cái khối khách hàng doanh nghiệp để cung cấp cho cái giải pháp cho doanh nghiệp về chuyển đổi số. Số liệu của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho thấy các ứng dụng đặt phòng trực tuyến nước ngoài đang chiếm khoảng 80% thị trường trong nước. Tuy vậy, trong 5 năm trở lại đây, không để thị phần cho đối thủ ngoại chiếm ưu thế, nhiều công ty Việt Nam đã nỗ lực chạy đua trong sáng kiến số để tạo lợi thế cạnh tranh. Ví dụ như ứng dụng này tập trung vào thị trường ngách, hiện là đối tác của hơn 3.000 khách sạn trong nước và có kế hoạch mở rộng kinh doanh sang một số quốc gia trong khu vực. Trong khi hầu hết các ứng dụng ngoại tập trung vào khách hàng đặt phòng theo ngày, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ cho khách đặt phòng theo giờ nữa. Điều này đặc biệt phù hợp với giới trẻ Việt Nam, vốn là những người có nhu cầu đặt phòng khá đa dạng. Trong thời kỳ dịch bệnh, là một ứng dụng nội địa, chúng tôi cũng cung cấp danh sách khách sạn đảm bảo về phòng chống dịch tốt cho khách hàng lựa chọn. Theo các chuyên gia thì chúng ta có thể thấy được một sự tương đồng giữa ngành đặt phòng trực tuyến tại Việt Nam với ngành thương mại điện tử. Đầu tiên là sự phát triển của các ông lớn nước ngoài và sau đó là sự bứt phá của các ứng dụng nội với các công nghệ mới. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, khi mà lượng khách quốc tế bị đứt đoạn, sẽ là cơ hội để các cơ sở lưu trú trong nước như các homestay, các khách sạn có thể phối hợp với các ứng dụng nội để đạt được tốc độ phát triển như các ông lớn nước ngoài. Các doanh nghiệp Việt Nam nên tận dụng các cái nền tảng ở trong nước cũng như là kết hợp với nhau để xây dựng lên các cái liên minh du lịch, và đặc biệt là chúng ta phải chú trọng cái quá trình chuyển đổi số ngành du lịch hiện nay. Đặc biệt là từ các cái doanh nghiệp du lịch cũng như là các cái trải nghiệm của khách hàng để chúng ta có những cái ứng dụng những cái công nghệ mới để có những cái trải nghiệm tốt hơn và vì vậy sẽ phục vụ khách hàng tốt hơn. Báo cáo nền kinh tế số Đông Nam Á 2019 của Google và Temasek cho thấy du lịch trực tuyến đã đóng góp khoảng 4,1 tỷ đô la Mỹ vào nền kinh tế số trị giá gần 12 tỷ đô la Mỹ của Việt Nam trong năm 2019. Trong tương lai, với sự hồi phục trở lại của ngành du lịch sau Covid-19 thì chắc chắn thị trường ứng dụng đặt phòng trực tuyến tại Việt Nam sẽ là mặt trận cạnh tranh khốc liệt. Mà người được hưởng lợi nhiều nhất chính là khách hàng.